À, như vậy thì để phần chiết cổ và chiết vai á, thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Ở đây các bạn lưu ý này là tớ chỉ đan ví dụ thôi nhá. Còn các bạn thì cứ thực hiện theo công thức như ban nãy nhá. Như vậy thì ở đây tớ trước hết là các bạn sẽ phải đánh dấu cái phần số mũi mà mình cần chiết cổ này. Đấy, như vậy thì mình ở đây ví dụ như là mình cần chiết cổ và bao nhiêu mũi thì mình sẽ đánh dấu vào đây. Phần cổ thì các bạn sẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn chiết như sau. Mình đây mình đan bình thường này. Phần đầu tiên này các bạn sẽ đan cho tới cái phần đan bình thường cho tới cái phần trong cùng, tới là cái phần này, tới cái phần đánh dấu này nhá. Tức là đánh dấu cái phần mà bắt đầu mình sẽ chiết ngang đấy. Thì mình cứ đan bình thường cho tới khi mà tới phần đánh dấu đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chiết ngang này. Cái đoạn đánh dấu ở giữa đây là mình chiết ngang nhá. Một mũi. Hai mũi này. Sau đấy các bạn thực hiện chiết như thế này. Một mũi. Hai mũi này. Đấy, các bạn cứ chiết như vậy cho tới hết cái phần mà mình cần chiết nhá, tức là hết cái phần mà mình đánh dấu đấy. Đây nhá, khi mà từ cái chỗ đánh dấu này còn một mũi này thì mình bỏ đánh dấu ra. Mình chiết nốt cái mũi này ở trong này. Đấy, như vậy là mình đã chiết ngang hết nhá. Sau khi hết cái phần chiết ngang thì các bạn sẽ đan bình thường. Đan bình thường nhá. Quay kim lại này. Mình đan mũi lên. Các bạn lưu ý là khi mà mình đan ấy thì tùy vào len và cũng tùy vào kim nữa, nên là không có cái công thức chung cho tất cả các áo nhá. Mình cố gắng làm sao mà đo cho nó chính xác rồi sau đó mình tự canh công thức. Các bạn là đan cho tới khi mà còn lại ở bên này một mũi này thì mình sẽ quay lại đây để chiết phần vai bên này nhá. Ví dụ bây giờ tớ sẽ chiết theo công thức là 3 2 1 này, thì các bạn sẽ thực hiện như sau: lấy một mũi này ra không đan. Sau đấy các bạn chiết một mũi đây. 3 2 1 nhá. Thì mình sẽ chiết hàng này, mình sẽ chiết 3 mũi. Sau đó các bạn tiếp tục đan bình thường. Lại đan. Đan bình thường cho tới khi mà còn một mũi. Còn một mũi ở chỗ này thì mình lại không đan nữa. Quay sang chiết tiếp. Ví dụ như là hai mũi này, thì bây giờ mình sẽ thực hiện chiết 2 3 2 1 này. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện chiết 2 mũi. Đấy, còn một mũi đây nhá. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho tới khi mà chiết hết phần cổ thì mình sẽ đan thẳng lên. Còn hai mũi này. Đan tiếp. Bây giờ nhá, sau khi mà mình thực hiện chiết xong phần cổ rồi này, thì bây giờ mình sẽ thực hiện đan tiếp ở phần cầu vai lên vài hàng nữa để cho cái cổ của mình sâu xuống cho đủ đạt đủ độ sâu nhá. Đấy các bạn, bây giờ các bạn thực hiện chiết hết này.
chiết ngang luôn, chiết hết. Thì mình sẽ tạo được một vai bên này, sau đó mình sẽ cắt chỉ và đan sang vai bên này nhé. Sau khi mà thực hiện xong phần vai bên này, chiết xong phần vai bên này, thì mình sẽ chuyển sang bên này để đan phần vai bên này nhá. Đối với vai bên này thì mình sẽ đan ở mặt trái trước. Mình sẽ chiết ở mặt trái này, như lúc nãy mình chiết là 3 2 1 nhá. Thì bây giờ mình sẽ chiết là lấy bên này ra. Sau đấy các bạn sẽ đan. Thực hiện đan này, lấy một mũi ra không đan nhé. Các bạn thực hiện đan một mũi bình thường. Sau đấy các bạn chiết một mũi. Theo công thức của mình thì mình chiết là 3, 2, 1 này. 2 mũi. Đấy, các bạn là thực hiện tương tự như đối với vai bên kia nhé. Nhưng mà bây giờ có điều là mình sẽ thực hiện ở mặt trái thôi.